Đây là một vườn phân bón ngay sông Lâm. Đây là chợ. Bây giờ Phượng đang đi ra tìm hả Henry với bà Henry nè. Không biết cha đi ở đâu rồi ta. Rồi bán rồi. Người mọi gia đình Hương mới đi chợ về xong nè. Chị đi làm gì à cô, cái mặt này. Con gái mấy cái mặt lúc nào cũng bị bầm nè. Thấy không? Hôm nay mặc đồ sexy quá. Em mặc đồ sexy quá. Hôm nay không buộc tóc, nhìn cái đầu lù xù ra nè. Thấy không? Lù xù xấu quá. Đây mọi người, Hương đang ở sau vườn nè. Đây, cho mọi người xem cái dàn khổ qua nè. Dàn khổ qua của nhà ba Hương á, khá là sai luôn nè. Cái dàn này ăn rất là, ăn mấy đợt trái rồi á. Vẫn xem thì có cái trái nè. Nhiều hơn bao giờ xuống. Trái cũng nhiều lắm á. Đây nè, nhà Hương thì toàn là ổ qua đực thôi à, không có một trái nào luôn. Trời ơi. Đó, mọi người xem á. Hương định là hái một ít về để có canh khổ qua á mọi người. Tại vì cái này là khổ qua quả, ăn rất là tốt luôn. Cái lá này mình tắm cho em bé cũng tốt nữa. Chắc là mọi người cũng biết rồi. Đây là Hương coi thử có trái nào không nha. Trời ơi, đây nè mọi người. Có một trái bị, trái này nó chín nè. Trái nó nhỏ tí xíu 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 như vậy thôi à. Mà chín đó nè. Đây cũng có một trái nữa nè. Chắc là dì Hương hái hết rồi. Đây. Đây một trái nữa nè. Chín hết rồi. Cái này là mình phải hái từ sớm chứ không là nó chín hết. Đây cho mọi người xem nè, gà đá của ba Hương á. Ba Hương nuôi gà đá cho nên là nhà. Ô đây nữa, đây nè, đây đây. Có một trái. Ô đây nữa nè mọi người. Trái nhỏ nhỏ như vậy nè. Đây. Đó, đó. Trái nhỏ nhỏ đi đi vậy á. Nhưng mà ăn rất là ngon luôn. Hôm trước Hương có làm một cái video về cái nấu canh ổ qua này nè. Hương gọi là ổ qua mini á mọi người. Nhưng mà tên thật của nó là ổ qua quẹ mới đúng nè. Đây. Một trái nữa đây. Cho mọi người xem nè. Đó. Nhìn đẹp mắt ha. Người ta thù lù như vậy sợ con ruồi mọi người. Này chị sợ con ruồi, chị thấy con ruồi mà chị sợ. Ờ nấc cục ơi. Nấc cục ơi. Nào hung miếng coi. Thì ao à hung miếng à. Đây nè mọi người, hôm nay Hương định nấu cái món là phở lòng nè mọi người. Đây, phở ở ngoài Hương thì người ta dùng cái sợi phở này nè. Cái sợi phở này là phở của người miền Trung nha. Thì cái sợi nó nhỏ và nó dai hơn nè. Đây. Cái bịch này 10.000 thôi mọi người. À, khoảng 200g thịt xương để mình hầm lấy nước. Lòng thì Hương mua khoảng 7 lạng nè mọi người. Đây, có cà rốt, cà chua với hành tây. Bây giờ mình sẽ đi rửa lòng nha. Đây mọi người, bây giờ ông xã Hương sẽ cắt hành nha. Đây mọi người, hôm nay ảnh sẽ chỗ tài làm món phở lòng nha. Hương định làm nhưng mà giờ có ảnh ở nhà ảnh đồ ảnh làm.
Để anh làm, tại do cái camera của Hương nó hơi mờ á. Đây mọi người nhìn thấy không? Nói chung là nấu ăn ngon lắm mọi người. đang xắt hành. Chào mọi người coi. Trời ơi, làm giống như chăm chỉ. Mọi người à, chào mọi người. À, hôm nay ông xã Hương sẽ làm cái món là phở lòng á mọi người. À, Hương định là Hương sẽ làm nhưng mà ảnh kêu là để anh làm cho. Đây ảnh đang xắt cà chua nè mọi người, để chuẩn bị tao á. Rồi cherry đây nè. Đó đó đó, thấy nè mọi người, lúc nào cũng đu theo ba hết á, không có theo mình. Rồi rồi nhìn nè. Bà giờ khỏe ghê luôn á. Bột lòng nè mọi người, cái bột phở nó đang lên. Bây giờ mình sẽ vớt bớt cái bột này đi nha. Rồi, cà chua. Chầm tí nữa. Mọi người, bây giờ hái ít salad vô để ăn nha. Ôi, cái salad này nó muốn về luôn rồi. Này thuốc lá thôi. Đây. Cái lá này về luôn rồi. À, đây. Bây giờ bỏ một tí xíu đá vô cho nó giòn cái lòng của mình nha. Đáng nghĩ ra là mình nhắc ra, mình vớt ra là mình bỏ vô đá liền á. Này ông sẽ không bỏ vô nước xong rồi bỏ đá vô. Mà có đá vô nó mới giòn được rồi. Rồi mà nó trắng nữa mọi người. Bây giờ sẽ xắt lòng ra nha mọi người. Xếp vô đây nè. Do trụng nhiều quá, trụng nhiều. Đừng sơ thôi. Gì lên ăn gì cho để nó nở hết à? Do trụng nhiều quá mọi người cho nó bị nở hết nè, nhìn kìa lòng nè. Ngon hấp dẫn ghê luôn á. Đây. Thế tại hôm trộn nhiều quá nó bị cái sợi phở nó bị nhão này. Món này ba Hương ăn cũng bị nhão này. Hôm trước mình thấy người ta bán cái này nè, thấy lạ lạ cho nên là hôm nay làm ăn thử. Làm dễ làm. Dạ. Trời ơi, ba tôi lẹ nhiều quá. Không, cho nó. Này. Hay mà ha. Ngon. Nước quậy ăn không? Nước quậy ăn không ba? Ừ. Ăn thấy ăn khí thế luôn à. Ngon. Miếng nào. Ừ. Tắm mắm ngò nha. Cái lòng này không tắm mắm ngò. Ngon quá. Lòng giòn lắm mọi người. Giòn. Ngon. Sao? Mới cho thêm một tí xíu nước nè. Tại hơi ít nước.
ngồi im á, ngồi gần tới bà đó nè.